Thưa quý vị, mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân ung thư từ các tỉnh về bệnh viện ca cơ sở Tân Triều để khám và điều trị bệnh. Cảm thông với số phận hoàn cảnh của những người bệnh nghèo, nhiều chủ nhà trọ đã cùng chung tay với các nhà hảo tâm hỗ trợ những căn phòng trọ bình dân gần với bệnh viện làm nơi tá túc để giúp các bệnh nhân chiến đấu với căn bệnh nan y, mong ước một ngày không xa họ sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình. Dạo một vòng khu xóm trọ ở tổ 15, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, khu vực đối diện với bệnh viện ca, cơ sở Tân Triều. Có thể thấy phòng ở đây rất đa dạng, từ phòng bình dân giá rẻ đến những phòng hạng sang có máy điều hòa, vệ sinh riêng. Khu trọ của gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt là một nhà trọ bình dân có 3 phòng trọ miễn phí và đang tiếp tục xây dựng thêm dành cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện. Mục đích này là tôi tạo dựng lên cái khu nhà trọ này là tôi muốn giúp một phần là giúp đỡ bệnh nhân. Tôi thì tôi không có đâu nhưng mà tôi muốn góp một phần nào đấy để giúp đỡ bệnh nhân để vượt qua được cái bệnh tật khó khăn hiện tại trước mắt đấy. Thì tôi mong muốn là bệnh nhân lúc nào cũng khỏe mạnh. Sống chung với người bệnh, chủ nhà cũng hiểu được bệnh tình và hoàn cảnh của từng gia đình. Cũng giống như chị Nguyệt, bà Nguyễn Thị Lam là chủ của dãy phòng trọ bình dân cuối con ngõ nhỏ trong tổ 15. Hiểu rõ hoàn cảnh của từng gia đình bệnh nhân, bà luôn tìm cách giúp đỡ nhằm giúp các bệnh nhân giảm đi phần nào chi phí trong quá trình điều trị bệnh dài ngày. Sức khỏe của tôi được khỏe hơn cho nên là tôi thương những mảnh đời kém may mắn. Đến ở nhà tôi thì một số là nghèo khó thì tôi miễn phí, còn một số có thì đỡ cho tôi tiền điện nước, tôi chi hết, chi trả hết. Tôi sắm hết đầy đủ, bệnh nhân đến ở không phải sắm cái gì hết. Bệnh nhân chỉ phải chi trả các tiền đi ở viện thôi, còn tiền đồ dùng về nhà tôi là tôi giúp hết các bệnh nhân. Những việc làm nhỏ bồi đắp cho những hạnh phúc to, tình yêu thương nhân ái cứ như vậy mà lớn dần theo năm tháng. Nhắc đến sự biết ơn, nhiều bệnh nhân đã không khỏi xúc động. Gia đình cũng rất vui khi được cô Hương và các anh, các chị trong hội tình nguyện đã ủng hộ cho gia đình trong cái lúc khó khăn. Cảm ơn các cô và các anh chị rất nhiều. Gia đình cũng cảm ơn thật sự, từ miếng ăn mình uống lên, nói chung là không phải từ ông ấy chỉ có bồi dưỡng thêm sữa cho trưa là họ cũng cho, ăn uống họ cho cả. Chỉ có tiền thuốc với tiền chạy chưa bệnh tật là như xả về chuyên thôi. Cuộc sống vô thường, nhưng sự tử tế của mỗi người trong xã hội sẽ mang đến niềm vui cho những mảnh đời kém may mắn. Chính nhờ sự quan tâm giữa mọi người trong xóm với nhau đã tiếp thêm cho các bệnh nhân sức mạnh, nghị lực để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác mang tên ung thư.